Xin được trân trọng giới thiệu bộ phim sắp ra mắt tại Việt Nam, Đại Nam Kỳ Án. Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng Phan Phim chửi nhau loạn xạ. Phát hành bộ phim Tây Du Côn. Quỳnh Uy Dũng trong vai Bồ Đề Tổ Sư, Nguyễn Phương Hằng trong vai Quan Âm Bồ Tát, Hoài Linh trong vai Đường Tam Tạng, Đàm Vĩnh Hưng trong vai Sa Ngộ Tỉnh, Trấn Thành trong vai Tôn Ngộ Không, Diêm Mơ Nguyễn trong vai Trư Bát Giới, Hồng Dân trong vai Hồng Hài Nhi, Trang Khàng trong vai Bạch Cốt Tinh, Di Oanh trong vai Yêu Tinh Nhền Nhện và một số diễn viên khác đang còn núp lùm chưa bị réo tên. Hello, xin chào quý vị. Bữa hôm nay Hoài Linh đã có một cái video clip dài hơn 50 phút để xin lỗi và giải thích tại sao trong 6 tháng vừa qua Hoài Linh đã không có đi làm từ thiện với số tiền là 14 tỷ đồng các bạn. Gửi lời đến tất cả quý ông bà cô bác với cái sự quan tâm và bức xúc của quý vị về cái việc làm từ thiện của Linh trong suốt cái thời gian vừa qua. Một lời xin lỗi chân thành. Nhưng mà sau khi mà Hoài Linh đăng cái video clip đó lên á thì người ta cười nhiều hơn là người ta đồng cảm với Hoài Linh. Tại sao vậy? Các bạn biết không, bây giờ á, nghệ sĩ Hoài Linh ổng càng nói ổng càng sai, ổng không nói ổng không sai, mà ổng càng nói thì người ta càng chê trách ổng hơn. Thì các bạn biết không, giống như là mỗi một cái nghệ sĩ á, họ đều có một cái vai diễn để đời, các bạn, người ta gọi là một vai diễn bất hủ. Khi mà các bạn nghe tới một cái bài hát chẳng hạn như là Dạ Cổ Hoài Lan, là các bạn biết ai là người hát cái bài đó liền, thấy không? Các bạn nghe tới một cái bài hát là Tôi Đi Về Đâu, là các bạn biết ai hát bài đó liền. Thì bữa hôm nay Hoài Linh ổng cũng có một cái vai diễn để đời của ổng nữa, đó chính là cái vai diễn thà ăn mày hơn ăn cướp. Thì các bạn biết không, gài cộng đồng mạng liên tục ghéo tên Hoài Linh, các bạn, giống như là cộng đồng mạng không thể nào mà buông tha được Hoài Linh. Thì đó chính là một cái vai diễn để đời đối với nghệ sĩ Hoài Linh các bạn. Thì từ hôm nay trở đi sau này cũng vậy, khi mà người ta nhắc tới Hoài Linh đó, có nghĩa là người ta sẽ nhớ tới cái vụ ăn chặn tiền từ thiện này. Mặc dù Hoài Linh đã có những cái giống như là xin lỗi rồi giải thích, nhưng mà tất cả cái đó đều trở thành vô dụng. Hồi xưa thì các bạn đã từng nghe một cái bài hát gọi là Đắp Mộ Cuộc Tình. Từng thù thay lá rơi đắp mộ cuộc tình. Thì bữa hôm nay các bạn sẽ được nghe cái bài hát là Đào Mộ Chôn Nghệ Sĩ. Cắt bụng bụng cắt bụng bụng ấm ba la 14 tỷ đâu ta. Bụng bụng cắt bụng bụng ấm ba la 14 tỷ đâu ta. Thì trong cái video clip mà dài hơn 50 phút đó, Hoài Linh đã đưa ra những cái lời xin lỗi chân thành nhất tới khán giả. Hy vọng là khán giả hãy bỏ qua cho Hoài Linh đi. Và Hoài Linh lại tung ra những cái bằng chứng là Hoài Linh đã đi quyên góp từ thiện chỗ này, quyên góp từ thiện chỗ kia, quyên góp từ thiện chỗ nọ. Nhưng mà các có nhiều fan giống như là họ rất là bức xúc và họ đã lên, họ nói cái tiếng nói của họ gửi tới Hoài Linh. Thì có một cái anh fan hâm mộ, ảnh rất là chuẩn men các bạn. Là cái chim này á thì em bắt có bắt xúc, em coi những cái thông tin vấn đề về anh Hoài Linh á. Nó nói ra anh Hoài Linh cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi. Mà nhưng em nhờ em nghe những vẻ bất bình em mới lên miệng nói. Với lại em nói sẵn luôn, em nói cái hoa hậu Kim Trang á gì đó. Cô Kim Trang giờ ở nước ngoài á, hoa hậu á, nói anh Hoài Linh cống hiến 30 năm nghệ thuật. Ủa cống hiến gì? Cống hiến gì? Hả, có biết ăn tiền không? Nó đúng, có biết ăn tiền, cống hiến không ăn tiền á thì mới là cống hiến. Dùng từ không đúng. Còn anh Hoài Linh đó ha, thì người ta luật tháng 12 năm 2020 thì anh Hoài Linh lại kẹt xô không đi được, hay là kẹt nằm bệnh viện tai biến hay gì mà không lên máy là bấm được, biết miệng nói chuyện, biết live stream hình được, mà sao không có gửi tài khoản cho người ta cứu liền cho người ta, vậy làm mới đúng. Phân tích là phân tích đúng nơi đúng chỗ nghe, chứ không phải là thờ buổi giờ là 4.0 rồi, chứ không phải là người xưa chỉ chấm một cái nút, một cái nhạc tiền bay tới nơi. Thì mình không mua quà được thì mình cho tiền một đầu một hộ khẩu này, tiền vật giá có 1 triệu thì mình cho 1 triệu, mình gửi vào 1 triệu thì 250 phần, gửi 2,5 triệu cho người ta.
cứ gửi đi hết đi, ai nói mình được. Thằng nào con nào dám nói không nhờ bà Phương Hằng nói ra khui ra ha, là chắc không biết thế nào, tôi không hiểu thế nào. Đó, ai mà ăn tiền từ ai, ăn tiền từ thiện, ăn tiền dơ dáy, ăn tiền bẩn thỉu là khắc tinh của bà Kim Hằng á, bà Phương Hằng đó nha. Bà Phương Hằng là khắc tinh của bà Phương Hằng đó. Còn á là còn cả làm xây nhà tổ chi anh mấy trăm tỷ hả, mấy trăm tỷ làm gì, chứ hành động hay gì, hành động chống hả, họ làm động hả, cho quù gói lại bê tính gì đó hả, trời ơi, cầm tiền phát tiền gì, tiền của ai, của dân không có dám tự hay là tự hay á, anh Quỳnh Linh có giặt tiền nhiều á, cầm đi phát cho những người bệnh hoạn không tiền chứ không tiền cứu chữa thì đem vô bệnh viện cho. Khi mà các bạn coi cái video clip về cái anh fan hâm mộ chuẩn men này rồi thì các bạn thấy anh này rất là manly các bạn, đúng không? Là ông gì mà cứng rắn quá vậy trời, đúng là chuẩn men thiệt đó. Thì có nhiều bạn vẫn không hiểu là tại sao có nhiều người họ ghét Hoài Linh vậy, có nhiều người họ không hiểu là tại sao Hoài Linh đã đi quyên góp tiền từ thiện rồi, các bạn biết không? Thì cái số tiền mà từ thiện là 14.5 tỷ đi các bạn, mình làm chẳng để cho dễ nhớ, là cái số tiền từ thiện là 14 tỷ thì 6 tháng rồi Hoài Linh vẫn không chuyển tiền các bạn. Ok, thì có nhiều người họ bực bội là tại vì các bạn thấy không, là cái tiền này á là tiền từ thiện. Ok, có nghĩa là các bạn phải đem đi giúp đỡ những bà con lũ lụt, không bà con hổng gài họ đang lũ lụt, không họ ngơi ngớp, thì Hoài Linh lại không chuyển tiền. Bây giờ là trời nắng chen chen các bạn, các bạn biết không, thường thường mùa lũ đó là người ta sẽ cứu trợ mì gói và áo phao để cho bà con mặc, để bữa nào mà lũ nó cuốn thì có áo phao nó nổi lên người ta vớt lên. Ok, thì bữa hôm nay Hoài Linh, các bạn biết không, số tiền là 14 tỷ thì bữa hôm nay tổng số tiền mà Hoài Linh đã quyên góp là 15 tỷ các bạn. Có nghĩa là Hoài Linh nói là ok, bây giờ các bạn nói tôi là tôi ăn chặn 14 tỷ, bây giờ tôi quyên góp 15 tỷ đó, vừa lòng chưa, nhưng mà vẫn không vừa lòng các bạn. Tại sao? Ok, tại vì người ta phải nói là đúng người đúng thời điểm, không? Hồi xưa là lũ lụt miền Trung là người dân đói khổ, họ phải ăn mì gói và họ phải mặc áo phao để mà gũi mà té xuống lũ là lũ cuốn đi. Thì bây giờ miền Trung nó nắng chang chang 40 độ các bạn. Thì bây giờ bà con đang ngồi dưới đất nướng gà ăn các bạn, nướng gà uống bia ăn. Thì đoàn cứu trợ của Hoài Linh tới là lo, sắp hàng vô nha, sắp hàng vô. Đoàn cứu trợ tới đây mỗi người là gói mì tôm với lại áo phao. Thì lúc này người dân miền Trung họ mới nói, ủa cứu trợ gì vậy chú? Thì cái đoàn cứu trợ nói là đây là cứu trợ miền Trung lũ lụt. Thì bà con miền Trung nói là ủa mùa này lũ gì nó chạy, lũ nó qua rồi chú ơi chú. Thì có nghĩa là cộng đồng mạng cười chơi cái hành động đó, có nghĩa là mặc dù bây giờ Hoài Linh đang cố gắng đi cứu trợ miền Trung bị lũ lụt các bạn, nhưng mà 6 tháng sau các bạn, mặc dù bây giờ là 15 tỷ đồng, có nghĩa là bây giờ các bạn đừng nói Hoài Linh ăn chặn nữa, tại vì tiền á có 14 tỷ thôi mà bây giờ nghệ sĩ Hoài Linh đã đưa ra tới 15 tỷ, đó, có nghĩa là ổng bị lỗ 1 tỷ luôn các bạn, là không ăn chặn nữa, từ nay các bạn đừng nói Hoài Linh ăn chặn nữa, ok? Nhưng mà cộng đồng mạng không nói Hoài Linh ăn chặn, bây giờ cộng đồng mạng chơi cười Hoài Linh các bạn, có nghĩa là trời ơi bữa hôm nay tự nhiên ở miền Trung trời nắng, người ta đang ăn gà nướng các bạn, bây giờ miền Trung hết lụt rồi, cuộc sống cũng đỡ khổ rồi. Bây giờ tự nhiên đi phát mì tôm với lại áo phao. Thì có nhiều người họ chế hình để chọc quê Hoài Linh các bạn. Họ nói trời ơi tự nhiên ông nội tôi ơi, tôi đang ở dưới, tôi đang ngồi, tôi đang nướng gà, tôi đang uống bia, mà tự nhiên có cái đoàn từ thiện nào của ông nội Hoài Linh tới phát mì gói với áo phao. Thôi lấy đi để năm sau xài, chứ bây giờ lấy cũng chẳng có xài nữa. Thì họ lại chê cười cái hành động của Hoài Linh các bạn. Nhưng mà mình biết có nhiều bạn họ sẽ nói là ơi cái thằng này tụi nó tối ngày cứ chê trích nghệ sĩ, các bạn biết không? Có nhiều người họ nói là mấy đứa này tụi nó ghét Hoài Linh cho nên tụi nó cứ mồi móc Hoài Linh. Nhưng mà thật sự thì các bạn biết không, trong giới nghệ sĩ họ cũng mồi móc lẫn nhau nữa. Chẳng hạn giống như các bạn biết không, hổng gài thì có người họ binh Hoài Linh, có người thì họ ghét Hoài Linh. Thì trong giới nghệ sĩ thì họ thường hay binh lẫn nhau các bạn. Nhưng mà bữa hôm nay cái cục diện nó đã thay đổi rồi các bạn. Mình đã nói là cái bài hát bây giờ không phải là đắp mộ cuộc tình nữa, mà là đào mồ chôn nghệ sĩ mà. Ok. Thì bây giờ dân trên mạng á, người dân bình thường á, thì lúc nào họ cũng đưa ra những cái hình ảnh bất lợi cho Hoài Linh. Ok. Thì giới nghệ sĩ bây giờ họ rất là bên Hoài Linh các bạn. Nhưng mà bữa hôm nay họ lại tát vô Hoài Linh một cái nữa. Tại sao vậy? Các bạn biết không? Hoài Linh đã giữ cái số tiền 14 tỷ đồng
và Hoài Linh không thể nào đưa ra cái bằng chứng là cái số tiền này đang ở đâu. Thì chỉ có Hoài Linh biết cái số tiền này đang ở đâu và cái số tiền này nó sẽ đi đâu và về đâu. Đó, thì chỉ có một mình Hoài Linh biết thôi. Okay. Thì ngay lúc này nghệ sĩ Chánh Thành, ổng cũng làm từ thiện, ổng cũng đưa ra bản sao kê, ổng nói là đó, làm từ thiện là phải có bản sao kê, phải có giấy tờ đàng hoàng. Nói như vậy chẳng khác nào mà ông này ông tát cho Hoài Linh một cái, có nghĩa là ê, tao không gà, tao bị dân chúng ném đá là tao không có đưa ra bản sao kê, bây giờ mày là đàn em của tao mà mày đưa ra bản sao kê. Thì các bạn biết không, có rất là nhiều nghệ sĩ sau khi mà Hoài Linh bị tố ăn chặn tiền từ thiện tại vì không chịu đi làm từ thiện, thì có rất là nhiều nghệ sĩ đã nhanh tay lẹ chân đăng lên là trời ơi, tôi nè, tôi là làm từ thiện, là tôi có giấy tờ đàng hoàng. Đó, thì có rất là nhiều nghệ sĩ họ đăng lên như vậy. Như vậy thì chẳng khác nào họ chơi Hoài Linh một vố các bạn. Cho nên các bạn đừng nói là người dân thường họ chơi Hoài Linh, nhiều khi nghệ sĩ họ cũng chơi sau lưng Hoài Linh nữa. Tại vì các bạn thấy không, trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng, ông Hoài Linh ổng không có giấy tờ để ổng chứng minh cái số tiền này đang ở đâu. Trong khi đó nghệ sĩ họ đăng lên túi nè nha, đó, giấy tờ đàng hoàng nè, đừng có nói tôi không chặn nha. Thì họ làm như vậy là họ để bảo vệ bản thân của họ, có nghĩa là họ không muốn lôi vô cái cuộc ăn chặn tiền từ thiện nữa. Nhưng mà với cái hành động này, họ bảo vệ cho họ thôi, nhưng mà họ lại giống như là tát vô mặt của ông Hoài Linh một tát, có nghĩa là cái thằng nghệ sĩ kia nó có giấy tờ đàng hoàng kìa, ông Hoài Linh không có giấy tờ. Thì bây giờ nghệ sĩ là mạnh ai nấy lo các bạn. Tại vì bây giờ các bạn thử tưởng tượng đi, cái ông này ổng đi làm từ thiện mà ổng không có giấy tờ đàng hoàng, đúng không? Bây giờ cái ông nghệ sĩ kia thì sợ liên lụy, bây giờ phải lôi giấy tờ đàng hoàng nghe, chứng minh là tôi là làm từ thiện là đâu cái đó đó. Thì như vậy thì chẳng khác nào tụi bay chơi lén tao một rồi. Ok. Hey. Thì các bạn thấy ông, đó chính là những cái lý do mà tại sao người ta vẫn chơi cười Hoài Linh. Cũng giống như mình hay nói á, các bạn biết không, Hoài Linh càng làm càng sai, không làm không sai. Thì cho dù bây giờ, các bạn biết không, cho dù bây giờ hay là cho dù tới sau này đi nữa, thì người ta vẫn nhớ tới nghệ sĩ Hoài Linh với một cái câu chuyện như vậy. Thật sự khó mà bỏ qua lắm các bạn ha. Đó chính là như vậy. Thì sau hơn cái đoạn video clip livestream dài hơn 50 phút đó, thì nói thật sự thì khi mà người ta coi cái đoạn đó, người ta chỉ cười thôi chứ người ta chẳng có đồng cảm với nghệ sĩ Hoài Linh nữa. Thật sự là chẳng ai đồng cảm cả. Nhưng mà duy chỉ có một nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Cát Phượng nữa các bạn. Lại là nghệ sĩ Cát Phượng nữa. Thì khi mà nghệ sĩ Cát Phượng coi cái livestream đó xong, thì nghệ sĩ Cát Phượng lại đăng lên mạng là tôi coi cái livestream đó, tôi khóc từ đầu tới cuối các bạn. Trời ơi. Các bạn biết không, nó thật sự mình coi cái livestream đó mình chẳng có feeling gì cả, mình chẳng có cái cảm giác gì cả, mà nghệ sĩ Cát Phượng bà khóc từ đầu, bà khóc tới cuối các bạn. Ok. Thì thôi kệ đi, đó là cái chuyện của họ. Thì các bạn biết không, Hoài Linh đã có một cái vai diễn để đời, đó chính là cái vai diễn thà ăn mày hơn ăn cướp. Thì khi mà các bạn coi cái video đó xong thì các bạn cũng đã hiểu qua, wow, đúng là trong phim diễn ra tới ngoài đời, có nhiều người họ lôi cái video clip đó ra, họ nói là Hoài Linh đúng là diễn sâu thiệt, diễn từ trong phim diễn ra tới ngoài đời luôn các bạn. Thì mặc dù bây giờ là Hoài Linh đã xin lỗi khán giả rồi, ok, mặc dù là bây giờ Hoài Linh đã quyên góp tiền từ thiện là 15 tỷ đồng, có nghĩa là cái phi vụ lần này ông Hoài Linh ổng đã bị lỗ vốn. Tại sao vậy? Tại vì các bạn biết không, cái số tiền từ thiện đó, nó chỉ có 14 tỷ thôi, ok, nhưng mà bây giờ cái số tiền mà Hoài Linh bỏ ra là 15 tỷ, có nghĩa là ổng đã bị lỗ 1 tỷ đồng các bạn, ổng đã bị lỗ 1 tỷ đồng. Nhưng mà ổng tưởng là bây giờ là tôi là Hoài Linh nè, tôi quyên góp 15 tỷ rồi đó, tôi đã lỗ 1 tỷ đồng rồi, có nghĩa là tôi không ăn chặn tiền, quý vị hãy tha thứ cho tôi đi. Nhưng mà các bạn biết không, bây giờ Hoài Linh trước mắt đã bị lỗ 1 tỷ đồng, nhưng mà bây giờ cộng đồng mạng họ liên tục moi móc Hoài Linh các bạn, người này moi người kia móc, người này moi người kia móc đó, thì những cái hình tượng của Hoài Linh đã bị sụp đổ. Các bạn biết không, chỉ có 1 tỷ đồng thôi là bây giờ là Hoài Linh đã bị sụp đổ hình tượng. Thì có những cái nhãn hàng gọi là đăng ký quảng cáo với Hoài Linh đó, bây giờ họ đâm đơn khởi kiện Hoài Linh. Thì bây giờ Hoài Linh, nếu mà Hoài Linh bị kiện đó, thì cái số tiền bồi thường nó lên tới mấy tỷ đồng, có thể là 10 tỷ đồng. Thì lúc này Hoài Linh lại lỗ thêm mười mấy tỷ đồng nữa các bạn. Wow, quá kì cơ. Cái đó là chưa nói, còn có nhiều người, các bạn biết không, có nhiều người họ bức xúc. Thì các bạn biết Hoài Linh có một cái nhà thờ tổ,
thì có nhiều người họ đăng những cái tin là cái nhà thờ tổ của Hoài Linh đó không có giá 100 tỷ. Có nhiều người họ đăng lên là cái nhà thờ tổ của Hoài Linh nó thật sự thì đang thiếu nợ, phải không? Có nhiều người họ đăng tin lên là thật sự thì cái nhà thờ tổ đó nó đang bị người ta xiết nợ. Rồi các bạn biết không, nó có rất là nhiều tin bất lợi cho nghệ sĩ Hoài Linh. Cho nên bây giờ á là nghệ sĩ Hoài Linh càng nói càng sai, không nói không sai, nói ít sẽ ít, nói nhiều sai nhiều. Thì đó là cái câu chuyện bữa hôm nay các bạn. Tại vì bây giờ mặc dù là ông Hoài Linh ổng đã đăng video lên xin lỗi rồi, nhưng mà đã quá trễ rồi các bạn. Bây giờ cái chuyện nó ra thế này rồi, các bạn hiểu không? Thì bây giờ nội mà cái chuyện đi cứu trợ thôi là cũng đã làm một cái trò cười cho người ta nữa. Các bạn biết không, giống như Hoài Linh đã nói là xin lỗi bà con, xin lỗi quý vị, xin lỗi các fan hâm mộ và các fan hâm dọ. Thì 6 tháng trước á, tình hình dịch bệnh lũ lụt miền Trung á, tôi không đi được, tại vì 6 tháng trước có dịch Covid. Thì các bạn biết không, 6 tháng trước á, thì cái dịch Covid nó cũng có ở bên Việt Nam, nhưng mà nó không có nghiêm trọng. Thì lúc đó đó ông Hoài Linh ổng lại không đi làm từ thiện mà ổng lại ở nhà. Ok. Thì bây giờ 6 tháng sau khi mà ổng bị bà Nguyễn Phương Hằng moi ra đó, thì ổng lại gấp rút đi làm từ thiện. Thì trong cái lúc này cái dịch bệnh nó rất là căng thẳng mà ông Hoài Linh ổng lại đi làm từ thiện. Các bạn thấy có một cái sự gọi là trái bất thường, giống như là không có ăn khớp với nhau. Trong ông Hoài Linh ổng nói là tại vì dịch bệnh ổng không có đi từ thiện được, thì bữa hôm nay dịch bệnh nó còn căng hơn 6 tháng trước nữa, thì ông Hoài Linh ổng lại gấp rút đi làm từ thiện. Thì chẳng khác nào ổng nói với người ta là giống như là bị nói trúng tim đen các bạn. Ok. Thì đó là như vậy. Thì nói chung là về cái chuyện từ thiện là bây giờ coi như là xong rồi các bạn ha. Bây giờ đừng nói nữa, tại vì ông Hoài Linh ổng đã đưa ra 15 tỷ rồi, có nghĩa là ổng không ăn chặn cái tiền từ thiện này. Ok. Thì các bạn biết có nhiều người họ tung cái bằng chứng là ông Hoài Linh ổng nói là trong cái lúc mà 6 tháng trời đó ổng không có thời gian để mà ổng đi làm từ thiện. Thì người ta tung bằng chứng là ổng vẫn đi diễn, ổng vẫn đi sự kiện. Đó. Thì bây giờ là dịch bệnh căng thẳng thì ổng lại có thể đi làm từ thiện. Vì ổng đi làm từ thiện rất là lẹ, chỉ trong có 1-2 tuần thôi mà ổng đã đi làm từ thiện hết 15 tỷ rồi. Thì các bạn thấy có một sự mâu thuẫn rất là ghê gớm. Tại vì trong 6 tháng vừa qua ông Hoài Linh ổng liên tục ổng nói là ổng bận, ổng không có thời gian để mà đi làm từ thiện là 6 tháng trời. Trong khi đó chỉ có ổng dài tuần thôi mà ông gọi lên ổng phải gấp và ổng đã làm từ thiện hết 15 tỷ đồng trong vòng 1 tuần thôi. Thì nó làm cho cộng đồng mạng hay là những cái người trên mạng họ cười chơi ông Hoài Linh các bạn. Thì đó là như vậy. Nói chung là bây giờ là thôi thôi chuyện đã lỡ rồi chứ sao giờ, sự nghiệp 30 năm tan tành vì 1 tỷ đồng các bạn. Và bây giờ có nguy cơ là phải bị kiện nữa các bạn ha. Thì cũng hơi buồn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng những cái video này là của người ta đưa ra chứ mình không đưa ra nha các bạn. Cho nên mình không có phải là người nói xấu ổng. Ok. Mình chỉ là người chia sẻ với các bạn thôi. Mình không phải là người nhiều chuyện các bạn. Nhưng mà chuyện nhiều thì mình phải kể cho các bạn nghe. Bây giờ thì tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye.